Đây là channel YouTube Thái Võ Canada. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay thì Thái Võ xin được chia sẻ cho cô bác anh chị và các bạn một cái câu chuyện có thật. Và đâu đó trong cái câu chuyện này, chúng ta sẽ cảm thấy hết sức là buồn lòng. Vì những bậc làm cha làm mẹ bị chính con cái của mình đối đãi và trả hiếu theo cái kiểu mà những cái điều này thì có lẽ là chúng ta khi mà nghe qua cái câu chuyện này chắc chắn là ai nấy cũng đều phải xót cảm, xót thương cho cái thân phận của mình nếu mà chẳng may mình rơi vào giống tương tự như là cái trường hợp này quý vị nha. Và thưa quý vị thì đây là một cái trải lòng của cô Thi Phạm là một người Việt đang định cư tại Toronto, Canada. Cô Thi cho biết đối với cái lứa tuổi của cô đến nay đã đi quá nửa cuộc đời. Nhưng mà người phụ nữ trong cái câu chuyện này chỉ mong muốn những ngày cuối đời có thể được trôi qua thanh thản bên con cháu vậy mà cái đứa con do chính bà mang nặng đẻ đau chín tháng cưu mang lại khiến cho bà đau lòng đến mức là chỉ muốn đi theo người chồng đã khuất của mình cả một đời tầng tảo nuôi con nuôi con cháu lớn khôn nhưng mà đến cuối đời người phụ nữ lớn tuổi lại bị chính cái giọt máu của mình đối xử tệ bạc bất hiếu và thưa quý vị thì bà ấy viết cái lá thư này chỉ với mong muốn là bạn đọc hãy lắng nghe và thấu hiểu sang sẻ bớt cái phần nào nỗi đau đớn của bà. Năm nay tôi 61 tuổi, đã định cư Canada được gần 30 năm. Tôi lấy chồng năm 22 tuổi và có ba đứa con, hai trai và một gái. Nhưng mà dù là con trai hay là con gái, chúng tôi đều đối xử như nhau, không có thiên vị bất kể đứa nào cả. 6 năm trước, chồng của tôi không may qua đời vì cái căn bệnh hiểm nghèo. Con trai lớn và con gái của tôi đều đã lập gia đình và ở xa, ở các tỉnh bang khác. Cho nên là sau khi mà chồng qua đời, tôi sống cùng con trai Úc. Đó là căn nhà mà vợ chồng tôi đã tích góp tiền để mua được. Năm 2019, con trai Úc của tôi lấy vợ, tôi đều lo cưới hỏi. Tất cả một mình tôi đứng ra lo chu toàn mọi việc, cho con nó có được một cái cuộc sống ấm êm. Một tháng sau ngày cưới của con trai, cha đẻ của tôi qua đời vì tuổi già sức yếu. Đau buồn vì thương cha, cho nên là sau khi mà lo chu toàn tất cả những cái hậu sự của ông, tôi bất ngờ bị ngã bệnh. Thế nhưng, cả con trai út và lẫn là cô con dâu mới đều chẳng hỏi han gì đến tôi. Chỉ khi là anh chị của bọn nó về, thì bọn chúng mới tỏ ra chăm sóc tôi. Cho đến khi các anh chị đi hết, chúng nó lại coi tôi không ra gì. Chúng tôi ở cùng nhà với nhau, nhưng khổ nổi là vợ chồng nó ăn riêng, còn tôi thì lại ăn riêng, lủi thủi một mình. Lý do một phần nào là do tôi cũng đã lớn tuổi, lại có nhiều bệnh cho nên là phải ăn theo một cái chế độ riêng. Còn một phần là cô con dâu, cô ấy không muốn phục vụ mẹ chồng. Một hôm nọ thì tôi chẳng may làm rách cái chiếc áo mà cô con dâu yêu thích. Vậy là hai mẹ con lời qua tiếng lại với nhau. Cô con dâu túm cổ áo của tôi, tôi hoảng sợ, đòi báo cảnh sát thì nó mới bỏ ra. Sau cái chuyện ấy thì chắc là nó ghét tôi lắm, cho nên là cô con dâu mới kêu tôi. Bây giờ bà phải ra ngoài để mà thuê một cái nhà khác để mà ở đi. Ở chung như vậy không có được đâu. Con trai của tôi chẳng những không ngăn cản vợ nó mà nó còn hùa theo. Đã thế thì con trai của tôi thường xuyên uống rượu sai, mỗi lần uống rượu sai về, nó thường bảo tôi là tôi mà chết thì nó mừng lắm. Tôi đã thai ngén nó 9 tháng 10 ngày, lại sinh thành dưỡng dục nó bao nhiêu năm qua. Tôi tự hỏi là mình chưa từng đối xử bạc đãi với con và cũng chẳng có làm cái điều gì mà có lỗi với vợ chồng của nó. Vậy tại sao chúng nó lại đối xử với tôi như vậy? cách cư xử của con trai và cô con dâu khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều vì thế mà huyết áp của tôi cũng ngày càng tăng cao còn tinh thần của tôi thì suy sụp đi rất là nhiều nhiều lúc là tôi chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi cho xong cho thỏa nguyện của con trai của tôi có điều là tôi lại nghĩ đến những đứa con khác của mình nghĩ đến những cái đứa cháu vẫn còn nhỏ dại vậy là tôi chẳng dám từ bỏ cái cõi đời này thế nhưng tôi phải sống tiếp cái quãng đời còn lại như thế nào đây và thưa quý vị thì đó là một cái câu chuyện ngắn cũng như là một cái lá thư ngắn mà cô Thi Phạm sống tại Toronto, Canada đã chia sẻ lên cộng đồng. Với mong muốn là cái câu chuyện này ít nhiều là có thể được lan tỏa cũng như là có nhiều người có cùng cái cảnh ngộ với cô thì có thể cùng lên tiếng cho biết thêm cái suy nghĩ của mình. Có lẽ là khi mà những bậc làm cha làm mẹ thì ai cũng luôn có những cái mong muốn lớn nhất của cuộc đời mình là được nhìn thấy những cái đứa con của mình nó ngoan ngoãn, nó hiếu thảo, nó giỏi giang và có được cái gia đình ấm êm hạnh phúc. Nhưng mà phải nói là tiếc là bây giờ cái đứa con trai của bà ấy đã lớn khôn, đã khôn lớn. Bà chỉ nhận lại được cái sự trả hiếu bằng những cái câu nói làm tổn thương tinh thần của bà. Cho nên thì riêng Thái Võ nha, Thái Võ cảm thấy là Thái Võ hiểu được cái cảm giác mà sống không được mà chết cũng không xong nhưng mà thật sự là dù cho là mình có tìm đến cái chết đi chăng nữa thì đó cũng không phải là cái sự lựa chọn tốt nhất để mà giải quyết cái bi kịch đó người ta vẫn thường hay nói là mình cho đi cái sự yêu thương thì mình sẽ nhận lại được cái sự yêu thương nhưng đôi khi có người nha quý vị nha cứ mãi cho đi mà chẳng nhận lại được gì cũng giống như bà ấy dĩ nhiên là cái tình cảm nó không phải là một cái thứ hàng hóa mình không có thể trao đổi như một cái món hàng được nhất là cái tình cảm máu mủ cái sự quan tâm cái sự đối xử chân thành giữa những người thân trong gia đình với nhau thì không có gì so sánh được, càng không thể đánh đổi được. Và có lẽ là với những cái người mẹ mà hy sinh cho con, lo lắng cho con vô điều kiện là một cái điều hiển nhiên. Nhưng mà cái tình cảm thì thật sự nó cũng giống như là nước ở trong ao, trong hồ vậy đó quý vị. Cứ chảy mãi ra ngoài mà không có cái nước để mà thêm vào thì bao lâu đi chăng nữa rồi nó cũng sẽ cạn. Cho nên là sau bao nhiêu cái sự cố gắng vung vén cho gia đình, chăm sóc, lo cho các con mà không nhận lại được cái tình cảm và cái sự tôn trọng thì bà ấy rất là chán nản, tuổi thân, muộn phiền, thất vọng đến mức là muốn buông xuôi. Đó cũng là một cái điều hiển nhiên. Và khi mà trong tất cả những quý vị cũng như là Thái Võ đây nghe qua các câu chuyện của bà thì ai nấy cũng cảm thấy cái thái độ và cái cách đối xử của cái người con trai và cái người con dâu của bà là không thể chấp nhận được. Vì ai là cũng cần được tôn trọng mà, nhất là những người làm cha nè, làm mẹ thì càng nên nhận được cái sự kính trọng của các con chứ không phải là bị coi như là người dân nước lã chẳng nhận lại được một chút cái sự đối hoài, quan tâm đã thế mà còn bị đối xử hỗn hào và thưa quý vị thì dù cho pháp luật có cho phép đi chăng nữa nhưng mà ở đời chẳng có cha mẹ nào mà muốn kiện con mình ra tòa để mà đòi cái sự yêu thương của nó dành cho mình thế nên vẫn còn nhiều lắm những đứa con bạc nghĩa bạc tình sống nhẫn nhơ có phải như vậy không ạ à? Và đôi khi là nó như vậy nữa nè quý vị. Trước đây thì Thái Võ đã từng có chia sẻ một vài cái câu chuyện cũng tương tự như là cái trường hợp của bà ấy. Ba mình không ai bị bệnh hoạn ốm đau lúc tuổi già. Không có ai giúp đỡ. Không có nơi nương tựa. Lâm vào cái cảnh bế tắc tận cùng. Tìm cái sự giúp đỡ của người con trai. Nhưng mà người con trai này đành đoạn đuổi ba mình ra khỏi nhà. Nghe lời của cái người mẹ lời ra tiếng vào. Đành đoạn đuổi ba mình ra khỏi nhà không giúp đỡ ba mình nữa. Trong khi đó thì ba mình vẫn còn bị bệnh nè, vẫn còn yếu ớt. Còn đối với cái trường hợp của bà ấy, qua cái lá thư này, nếu như mà gia đình của bà mà còn có đủ cả vợ cả chồng, thì bà sẽ có người để mà nương tựa, chia sẻ và giúp đỡ bà, răng dài cái đứa con trai và cô con dâu. Nhưng không may là chỉ còn một mình bà phải đối diện với cái đứa con bất hiếu, vô tâm, vô tình đó. Và càng như vậy thì bà càng phải cố gắng chứ mà đừng im lặng hay là ra đi. Vẫn biết là bà đã quá là thất vọng và chán chường vì cái đứa con trai và cô con dâu của mình. Nhưng mà nếu mà buông xuôi mọi chuyện như vậy, chắc chắn là bà sẽ chẳng thể nào mà thanh thản và nhẹ nhõm cho cái tâm thân. Cho nên, hãy cố gắng trò chuyện thân tình, cởi mở, bày tỏ cái suy nghĩ của mình và cái cảm nhận của bà với cả là con trai và cô con dâu để hai bên thì có thể hiểu nhau hơn, để họ biết họ đã gây ra cho bà những cái tổn thương như thế nào và biết đâu là giữa bà và các con có cái sự hiểu lầm gì thì sao và biết đâu khi mà mình nói ra thì có lẽ là cả hai bên sẽ cùng có cái cách giải quyết chung bà cũng có thể kể chuyện này cho những cái đứa con khác của mình nghe để họ góp ý với vợ chồng của em trai còn nếu mà thực sự cái mối quan hệ mẹ con không thể cứu vãn được nữa thì bà đành chết tâm coi như là mình không có cái người con như vậy mà hãy cứ vui vẻ với những cái người con người cháu khác của mình để được nhẹ lòng hơn nhưng mà Thái Võ vẫn mong người con trai và cái cô con dâu của bà có thể thay đổi, biết quan tâm và kính trọng cái người mẹ đã tạo tầng hy sinh cho mình để bà có được cái hạnh phúc khi mà về già. Và thưa quý vị thì ngày hôm nay đó là một cái câu chuyện cũng như là một cái lá thư mà Thái Võ muốn chia sẻ cho cô bác anh chị mình chúng ta có thể được lắng nghe và được biết đến. Nếu quý vị cảm thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ cho Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, đăng ký kênh. Cần thiết thì như thường lệ, quý vị có thể share cái câu chuyện này cho nhiều người có thể được nghe và biết đến. Cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, yêu mến, ủng hộ và lắng nghe hết thông tin. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con cô bác anh chị mình ở những thông tin kế tiếp. Đây là channel YouTube Thái Võ Canada. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn.